Đưa vào đây. Mày để ý cho tôi đưa đó. Đưa đây. Mày bế được không? Tao nói rồi, con ra không có loại mẹ như mày. Anh để đây. Mày làm thay đổi gì đấy? Anh chả làm gì cả. Đi anh bế ấy, cho nó làm gì. Tôi biết bế đâu. Con tao mày để con khác bế nhá. Tao nói rồi, con tao có loại mẹ như mày. Đi là khác bế nhá. Về đây mày trả xin lỗi để tao không làm. Bây giờ mày muốn đi làm cũng được à? Tao quá nghiền rồi. Cái nhân vật mà mày nó. Chả làm sao. Tao bế nó, tao có phải là như thế nào đâu. Mày cứ nói mày khác bế nào. Nhưng mà nó lớn nên nó chấp nhận, nó biết mẹ. Thì từ nãy giờ mình cũng đang có gọi điện thoại cho Thảo ấy, bảo Thảo là rồi nói chuyện với mình như thế. Bây giờ anh Chiến kiểu dạng cũng thỉnh ít khi chăm con lắm mọi người ạ. Bây giờ kiểu toàn kiểu đùn đẩy cho bọn mình, kiểu như là con kiểu có người ở nhà cũng bị bế cháu ấy, kiểu cứ hay bảo là sai mặt bế cháu. Bây giờ là kêu là muốn đón học viên mới các kiểu lên đây, nhưng mà mình chả biết là học viên gì, tại vì cũng chả thấy anh Chiến tuyển học viên cả, mà cũng biết là học viên gái hay trai cả. Bây giờ là tốt nhất mình cứ gọi Thảo ở đây, xong mày bảo khuyên Thảo ấy, xong rồi đợi để Thảo về xin lỗi anh Chiến ấy, xong mày kiểu về với con ấy. Chứ còn bây giờ cứ đi lang thang này mãi lâu chả giúp được kiểu tích sự gì cả, làm cho hai bên kiểu khó xử. Bây giờ thì ốc ở giữa ấy, chả biết là quan tâm ai nữa. Bây giờ nếu mà con đi lấy chồng, hay là mẹ đi lấy chồng, hay là bố lại đi lấy vợ, anh quay ra ốc lại là người kiểu tổn thương nhất và kiểu không có được tình thương của bố mẹ. Bây giờ mình khuyên Thảo thôi. Thế mấy đâu đâu ấy? Hả? Bảo là tốt nhất là bây giờ mày về nhà đi. Nhà bây giờ hôm về anh Chiến đuổi ai xin được đâu. Nhưng mà mày không thấy là anh Chiến bây giờ anh Chiến cũng kiểu khó tính thôi. Anh Chiến từ lúc mày đẻ xong bây giờ kiểu thế. Bây giờ mày cứ về mày xin lỗi, mày về mày ở với con đây, chứ bây giờ mày không nghĩ con chắc. Đó, bây giờ em mới về ở với Cún nhưng mà anh Chiến cứ chuyển thay đổi như thế, bây giờ em chẳng biết làm như nào nữa. Mọi người về, mọi người tập hợp nhà, mọi người xin cho em. Bây giờ em muốn về với con chứ. Bây giờ bọn chị cũng thống nhất với nhau là cũng bảo về khuyên ra khuyên mày, xong để cho mày về. Xong rồi anh chị nói chuyện với anh Chiến thôi à. Chứ còn cứ này cứ để ốc này, đến lúc mà mày cứ dai dẳng này, đến lúc mà ốc nó lớn lên, xong mày không có tình thương của hai bên này, bố mẹ ai, xong này người thì đi lấy chồng, người thì đi với vợ ấy, thì ra là ốc nó là người khổ nhất. Bây giờ... biết rồi, bây giờ em biết lỗi của em là như thế thôi. Bây giờ em quay về xin lỗi anh Chiến, mình chỉ có tha lỗi đâu. Chị không biết là anh Chiến là với con Kiên như thế nào, nhưng mà thấy là chắc là chỉ là bạn bè đến chơi với nhau sao hay là như nào ấy. Còn hôm nay thì không thấy dẫn nhau về, nên là chắc chị nghĩ là chắc cũng chỉ là bạn bè linh tinh thôi. Hôm đấy là anh ấy kiểu tức mày quá anh ấy nói thế thôi. Còn bây giờ cứ về nhà ấy đã, giờ cứ lo cho con đi nhá. Nhớ nhá, về thì nói nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có lặng lờ kiểu như cáu lên, xong rồi anh ấy lại càng đuổi mày ra ấy. Giờ cứ về nghĩ cho con trước đi. Mày biết mày tôn trọng bạn bè của tao.
học viên của tao đến đây nhá. Còn đây hỏi nhà của mày, thích về thì về, mày đi đi đi, tao nói mày rồi. Kệ nó, thôi nó về đây ở làm sao bây giờ, anh đi đuổi nó đi. Bây giờ nó kia nó nuôi con. Mày sẽ nói đi như thế rồi. Chả em giận được nó cả. Bây giờ nó cũng bỏ thằng kia rồi, hai đứa làm này với nhau rồi. Tại sao đơn giản thế? Hả? Tao giúp tao đi với đứa khác như nào? Tại về bao nhiêu mày sẽ quỳ chi mày bao nhiêu lần. Bây giờ mày đơn giản như thế với tao à? Mày chỉ về xin lỗi tao một câu là xong à? Nói anh nghe. Tao là đâu ấy, đi với người khác chả sao, nhưng mà là bà ai đã đi ngủ với người khác ấy. Giờ anh nhận được rồi. Anh nhìn solo không? Kiểu con trai, con gái, đứa đạo mình chẳng với nhau hết. Tao là solo, nhưng mà điểm cho người khác nhìn nhận. Bây giờ cứ đưa mày ở đây, cứ đưa gọi cầu đừng có trở này. Về ở đây ấy, để nói mới biết này. Ở đây tôi cũng làm công việc của tao. Không phải mày thích về đây làm gì cũng được. Mày ít nhất là về đây phải tôn trọng bạn bè tao. Tôn trọng người mình đến đây với tao. Hiểu chưa? Còn mày lúc đó bé, mày không biết mày không cảm ơn thì thôi. Mày còn chửi nó, chửi gì? Khác nhiều là bé à? Ngay còn bé con đau nữa. Mày đây. Gạo. Ở đây. Bé. Mày đây chẳng làm loạn đây chả đau à? Con đau là bé nào mày đau? Để cho mẹ cầm một cái tôm. Mày đâu? Mày ra đây. Đi ra ngoài này. Đưa con đây ra nào. Tao đưa đây. Đi ra ngoài này. Tìm. Mày đi ra ngoài. Mày thích về đây không về được qua ta. Bé con mày làm gì đấy? Để im. Đưa đây. Đưa đây. Chiến đây. Đưa đây. Sao? Đi ra ngoài. Nó có nhỏ cái tính nào cái gì nhở? Đưa con đây. Mày đi im cho tôi đưa đâu. Đưa đây. Tao nói rồi, con tao không có loại mẹ như mày. Tao để anh. Mày cái làm thái độ gì đấy? Anh chả hiểu gì cả. Yếu. Em bé cho nó làm gì? Đúng biết bé đâu. Con tao mà mày để nó người khác bé nhá. Tao nói rồi, con tao không có loại mẹ như mày. Đi là khác không bé nhá. Về đây mày trả xin lỗi để tao không làm. Bây giờ mày muốn như nào cũng được à? Tao đã quá hiền rồi nhá. Ít nhất là mày nó. Chả làm sao nhá. Tao bé nó ra có phải là như thế nào đâu mày chứ. Người khác bé nào. Nhưng mà nó lớn lên, nó đã chấp nhận, nó biết mẹ là như thế thì nó sẽ không bao giờ đứa mày chấp nhận đứa mẹ người mẹ như mày đâu. Mày nhục không? Mày về đây. Mày khóc. Mày nhìn nhau mà em bé đây nó khóc không? Mày động vào mắt nó khóc không đồng? Biết chứ tao cũng là mẹ nó chứ. Mày khóc mày đéo gì? Thì sao lúc trước mày không nói thế đi? Lúc trước mày không biết nhận lỗi mày đi. Để đến lúc này. Bây giờ lại đã quá muộn rồi. Nó chăm được bằng mẹ nó đâu mà em đưa bé. Chả biết chăm được hay không. Nhưng mà ấy, hạnh phúc nó không tập đấy. Không biết tân trọng là để hạnh phúc như nào. Ai cũng có nhau của nhau thôi. Chả biết chăm được chẳng. Tao đã quá là nhượng nhượng mày rồi. Bao nhiêu lần bao nhiêu cơ hội rồi. Không phải là tao không có cơ hội mày cơ hội. Tao đã kéo mày về mày vẫn cố thì mày đi yêu nó mày. Đừng nói về ngày xưa, đừng nói về ngày xưa. Ngày xưa mày đã có lỗi với tao rồi, đừng nhắc lại ngày xưa nhá. Xưa rồi em không sửa đâu, nhưng mà ấy. Tao kể không quay lại mày, mày tao chỉ quay về đây trong phần con tao thôi. Mày nghĩ mày có giá lắm ấy. Mày nghĩ tao không quay về đây mày bày đấy. Tao không có giá. Tao không có giá, tao không có giá ấy. Nhưng mà mày cũng chẳng có giá trị gì để về đây lấy con tao đâu, nghe chưa? Nó không mang mày. Ít tao là mẹ nó, bây giờ mày cứ người khác của thế thế à? Thế thì sao? Bế ra thì cả là sao? Tao làm sao mà không ra bế? Mày bẩn thỉu. Bẩn thỉu. Mày ở ngoài đấy mày có những chỗ nào tắm không? Hả? À, người hôi thích chuyện gì lên? Tiền trong bóng mà ngồi đầu. Nhục chưa? Thấy nhục chưa? Em đưa này mấy chồng đi. Đấy, đưa đó. Mấy
Mình là học viên mới hay là như thế nào cũng nhìn chị về thì thấy ở đây từ lúc chị đi chứ không chưa có ai đây. Chị về với nhau kia. Mấy ở nhà này chả ai được mày. Không thì lên phòng ngủ chị ngủ. Không chị bế con sang. Chờ. Để em tắm rửa mắt chị bế con sang.